Chủ nhật thứ tư ngày 7 tháng 5 năm 2017 vừa qua cũng là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ. Anh em thân mến, những người con của chúng ta được mời gọi lãnh nhận thiên chức linh mục. Như anh chị em đều biết, Chúa Giêsu chính là mục tử tối cao của giao ước mới. Trong người, tất cả dân thánh của Thiên Chúa đều được mời gọi tham dự vào chức tư tế chung. Tuy nhiên, trong số các môn đệ, Chúa Giêsu muốn chọn một số người cách đặc biệt để họ lãnh nhận và thực thi chức linh mục thừa tác vì lợi ích cho tất cả mọi người và để tiếp nối sứ mạng của Thầy Chí Thánh. Đó là sứ mạng vừa là tư tế vừa là mục tử. Họ được Chúa Giêsu mời gọi và tuyển chọn không phải để gây dựng sự nghiệp nhưng là để phục vụ. Thật vậy, chính Chúa Giêsu là đấng được Chúa Cha sai đến trần gian, và Chúa Giêsu đã lần lượt sai các tông đồ đi vào giữa lòng thế giới. Tiếp đến là những đấng kế vị các tông đồ, đó là các giám mục, sau đó là những cộng tác viên của giám mục, đó chính là các linh mục. Các linh mục được kêu gọi để phục vụ dân Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy phó dâng cho Chúa Kitô những người anh em sắp lãnh nhận chức linh mục, để họ trở thành người phục vụ Chúa Kitô, đấng là thầy, là linh mục và là mục tử, để họ xây dựng thân thể Chúa Kitô là hội thánh, là dân Thiên Chúa và là đền thờ Chúa Thánh Thần. Các tiến chức sẽ được đồng minh đồng giạc với Chúa Kitô, đấng là thượng tế đời đời. Các tiến chức sẽ được thánh hiến để trở thành linh mục của giao ước mới và được liên kết với Đức Giám mục bản quyền. Các tiến chức sẽ trở thành người công bố tin mừng, trở thành người mục tử của dân Chúa, trở thành người thực thi các tác vụ thánh, đặc biệt là cử hành lễ hy tế của Chúa Kitô. Còn các con thân mến, các con sắp lãnh nhận chức linh mục, các con sắp lãnh nhận sứ mạng của Chúa Kitô. Hãy nhận lấy lời Chúa với tất cả niềm vui như trẻ thơ. Hãy chăm chú đọc và siêng năng suy niệm lời Chúa, để các con tin những gì các con đọc, dạy những gì các con tin và sống những gì các con dạy. Các con hãy nuôi dưỡng dân Chúa bằng giáo thuyết cách đơn sơ như Chúa đã nói. Đó là nói những gì thực sự đến từ con tim. Bài giảng của các con đừng quá phức tạp và đừng nặng suy lý. Các con hãy nói cách đơn sơ, lời nói hãy xuất phát từ cõi lòng. Giảng như thế sẽ thực sự giúp ích cho dân Thiên Chúa. Niềm vui nâng đỡ các Kitô hữu cũng chính là đời sống tốt lành của các con. Bởi vì lời nói mà không có gương sáng đời sống đi kèm thì chẳng thà không nói. Lối sống hai mặt là căn bệnh tồi tệ gây hại cho giáo hội. Các con sẽ tiếp tục lễ hy sinh của Chúa Kitô qua tác vụ của các con, qua đôi tay các con, những hy sinh thiêng liêng của các tín hữu sẽ nên hoàn thiện. Bởi lẽ những hy sinh ấy kết hiệp với hy tế của Chúa Kitô nhân danh toàn thể hội thánh và được cử hành trên bàn thờ trong mầu nhiệm thánh. Bây giờ các con đã hiểu biết điều phải làm. Đó là nói gương chính những gì các con cử hành. Đó là tham dự vào mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa, để chết đi cho tội lỗi của bản thân và bước đi với Chúa trong sự sống mới. Nếu một linh mục học nhiều về thần học và nhiều bằng cấp mà chưa học pháp thập giá Chúa Kitô thì chưa phải là phục vụ. Người đó có thể là một học giả tốt, có thể là một giáo sư giỏi, nhưng người ấy không phải là một linh mục. Trong bí tích rửa tội, chúng ta đã trở thành con người mới trong dân Chúa. Trong bí tích hòa giải, chúng ta được tha tội nhân danh Chúa Kitô và hội thánh. Chúng ta hãy không ngần ngại xin lòng thương xót nhân danh Chúa Kitô và hội thánh. Hãy làm điều này luôn mãi. Đừng chấp gánh nặng lên vai các tín hữu, những gánh mà ngay cả chúng ta cũng không vác nổi. Đừng làm như thế. Chúa Giêsu đã trách mắng những nhà thông luật là kẻ đạo đức giả. Với giàu thánh trong bí tích sức giàu bệnh nhân, các con hãy thăm viếng người bệnh,
cho dù việc này nhiều khi khó khăn và có thể khó chịu. Các con đừng ngại chạm đến người bệnh, vì đó chính là chạm đến Chúa Kitô hiện diện nơi họ. Và khi làm như thế, các con cũng trở nên gần gũi hơn với Chúa Kitô bằng việc cử hành những tác vụ thánh thiêng trong những khoảnh khắc khác nhau của ngày sống. Các con hãy dâng lên Chúa những lời ngợi khen, lời khẩn cầu của dân Chúa và toàn thể nhân loại. Các con hãy biết rằng mình được chọn giữa bao người và dân Chúa đang mong đợi bao điều đến từ Thiên Chúa. Các con hãy thực thi chức linh mục của Chúa Kitô trong tình bác ái và niềm vui chân thành. Hãy vui tươi, đừng bao giờ buồn. Vui lên các con, hãy vui niềm vui phục vụ của Chúa Kitô, cho dù giữa những đau khổ, hiểu lầm và ngay cả tội lỗi. Các con hãy luôn nhìn vào gương mẫu của Đấng là một tử nhân lành, Đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ. Các con thân mến, các con làm ơn đừng trở thành những quý ông, cũng đừng trở thành những giáo sĩ kiểu công chức, nhưng các con hãy trở thành người mục tử, những mục tử của dân Thiên Chúa.